việt nam là một quốc gia đa dân tộc cộng đồng các dân tộc thiểu số việt nam được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cả dân tộc bởi vậy có thể khẳng định rằng lịch sử hình thành phát triển các dân tộc gắn với lịch sử hình thành phát triển đất nước việt nam nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển các dân tộc không thể tách rời lịch sử hình thành phát triển cộng đồng dân tộc việt nam trong đó bao gồm cả dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số các kết quả nghiên cứu khoa học liên ngành cho thấy từ thời sơ sử, Việt Nam là nơi tụ cư của nhiều thành phần cư dân thuộc các bộ lạc khác nhau. Các cư dân đó là chủ nhân của văn minh nông nghiệp, kinh tế sản xuất, trồng trọt chăn nuôi, đánh cá, làm thủ công, thoát dần cuộc sống săn bắt, hái lượm, kinh tế chiếm đoạt tiến tới cuộc sống định cư. Kết quả khảo cổ học cho thấy, ở các khu vực khác nhau trên đất nước ta xuất hiện các nền văn hóa tiền sử, phản ánh tính đa dạng thống nhất của các nhóm cư dân buổi đầu của lịch sử dân tộc trên cơ sở đấu tranh thích ứng với tự nhiên và chống kẻ thù xâm lược từ bên ngoài để sinh tồn những cư dân khác nhau về nguồn gốc tiếng nói tập quán và văn hóa tiền thân của nhiều thành phần dân tộc hiện nay trong đó có dân tộc kinh và các dân tộc thiểu số đã ý thức quần tụ nhau lại cố kết trong một cộng đồng dân tộc quốc gia từ xa xưa các dòng người từ nhiều hướng từ phía bắc xuống từ phía nam lên từ phía tây sang và có thể từ phía đông qua đường biển, đã di cư đến, quần tụ và định cư thành tổ tiên của nhiều dân tộc hiện nay. Trong số 54 dân tộc, có những dân tộc vốn sinh ra và phát triển trên mảnh đất Việt Nam ngay từ thuở ban đầu, có những dân tộc từ nơi khác đến. Những đợt di cư nói trên kéo dài mãi cho đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945, thậm chí có bộ phận dân cư còn chuyển đến nước ta sau năm 1945. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự phân bố dân cư vừa mang tính phân tán, vừa mang tính xen kẽ rất đặc trưng và đa dạng ở Việt Nam. Do những hạn chế về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển các dân tộc Việt Nam thời xa xưa, trong đó có các dân tộc thiểu số, không được ghi chép lại trên hệ thống văn bản mà chủ yếu là qua các truyền thuyết. Căn cứ trên các tư liệu văn học dân gian, đồng thời dựa trên các cứ liệu khảo cổ học về sau này, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng từ thời thượng cổ, Việt Nam đã là nơi tụ cư của nhiều thành phần cư dân thuộc các bộ lạc, bộ tộc khác nhau. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, Tổng cục Thống kê nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh, Việt, chiếm hơn 85,4% tổng dân số toàn quốc, là một dân tộc được hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay thuộc miền Bắc Việt Nam là tộc người làm ruộng nước trong nghề trồng lúa chủ yếu tập trung ở các vùng đồng bằng có điều kiện tiếp thu và sử dụng các ứng dụng khoa học có kinh nghiệm đắp đê đào mương trị thủy rất giỏi có nghề đánh bắt cá trên sông biển thành thạo và phát triển có nghề trồng dâu nuôi tầm nghề nuôi gia súc gia cầm và các nghề thủ công gốm sứ một có từ rất sớm người kinh có tập quán ăn trầu cao hút thuốc lào thuốc lá uống nước chè nước vối đây là nét văn hóa đặc trưng của người kinh gắn liền với đồ ăn, thức uống được mời mỗi khi khách đến nhà. 53 dân tộc còn lại được gọi là thiểu số, chiếm khoảng 14,6% tổng dân số cả nước. Đồng bào dân tộc thiểu số thường sinh sống thành cộng đồng, đang xen với nhau và với dân tộc kinh. Theo quyết định số 861, quyết định TTG ngày 4 tháng 6 năm 2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực một theo trình độ phát triển vùng các dân tộc thiểu số. Và miền núi giai đoạn 2021-2025, có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 1.673 xã khu vực 1, 210 xã khu vực 2 và 1.551 xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn. Các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn, 87,3%, thuộc phạm vi quản lý của 503, 713 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 54, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các dân tộc thiểu số hiện sinh sống khắp các vùng miền của cả nước nhưng chủ yếu vẫn ở các vùng miền núi cao, biên giới, vùng sâu. Vùng xa và tập trung chủ yếu ở một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, khoảng 6,7 triệu người, Tây Nguyên, khoảng 2 triệu người, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, 1,9 triệu người, Tây Nam Bộ, 1,4 triệu người, dân số còn lại sinh sống rải rác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số dân tộc như Khmer, Cham, Hoa sinh sống tập trung ở vùng đồng bằng và các đô thị, trung bộ và nam bộ, các dân tộc thiểu số còn lại sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi có địa hình phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thiên tai thường hay xảy ra gây hậu quả lớn, hạn hán, bão, lục, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, lốc xoáy, mưa đá, rét hại, xâm nhập mặn. Đây cũng là vùng kinh tế xã hội có xuất phát điểm thấp, đời sống vật chất và tinh thần còn có khoảng cách so với mặt bằng chung của cả nước. Trong các dân tộc nước ta hiện nay có nhóm thiểu số đang phải đối mặt với nhiều thách thức như sự phân hóa xã hội ngày càng khốc liệt, chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, các giá trị văn hóa truyền thống có xu hướng mai một nhanh chóng, chất lượng nguồn nhân lực thấp dẫn đến các dân tộc ít có khả năng tiếp cận những lợi thế của sự phát triển khoa học công nghệ các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc kích động lôi kéo đồng bào vào các hoạt động chống đối gây mất an ninh trật tự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc những vấn đề này đã đang và sẽ tiếp tục tác động ảnh hưởng không tốt đến đời sống của cộng đồng các dân tộc đe dọa sự phát triển bền vững của các vùng dân tộc nước ta. Các dân tộc cư trú trên lãnh thổ nước ta tuy có nguồn gốc khác nhau, nhưng trải qua quá trình lịch sử, dựa vào nhau để đấu tranh. Chinh phục thiên nhiên và chống kẻ thù bên ngoài, tồn tại và phát triển, những cư dân khác nhau cả về nguồn gốc, tiếng nói và văn hóa đã quần tụ lại, hình thành nên khối liên kết bền vững, tạo nên truyền thống đoàn kết được hung đúc qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền năm 1945. Với đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng, 54 dân tộc nước ta đã phát huy truyền thống đoàn kết từng bước giành độc lập dân tộc, đánh đuổi thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước và xây dựng. Nước ta theo con đường chủ nghĩa xã hội. Về văn hóa, suốt gần 1.000 năm đô hộ, các triều đại phong kiến phương bắc dùng đủ mọi âm mưu thâm độc nhằm đồng hóa dân tộc ta thế nhưng nhờ cốt lõi đã được hội tụ vững chắc của nền văn minh sông hồng sông mã sông lô sông cầu nhờ truyền thống đoàn kết ý chí quật cường dân tộc việt nam không những không bị đồng hóa mà còn ngày càng lớn mạnh trên mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và tạo nên bản sắc đa sắc tộc việt nam Cách mạng tháng 8 thành công cùng với việc xây dựng một nhà nước mới của giai cấp công nông đã xóa bỏ sự không đồng đều về mặt chính trị. Các dân tộc ở nước ta đều có quyền bình đẳng về mặt pháp luật. Tuy vậy do nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau về hoàn cảnh tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa nên quyền bình đẳng thực sự trên thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách và sự chênh lệch này đang có xu hướng mở rộng. Tính kế thừa truyền thống lịch sử ở mỗi một dân tộc cũng khác nhau thể hiện qua sự phát triển xã hội không đồng đều có dân tộc đã từng bước vào ngưỡng cửa của văn minh đã từng có nhà nước chữ viết lại có dân tộc chưa bước tới ngưỡng cửa văn minh chưa có chữ viết hoặc đang hình thành nên chữ viết hậu quả của các chế độ áp bức bóc lột trong lịch sử cũng góp phần làm cho sự phát triển không đồng đều cùng chung một mái nhà việt nam nhưng có dân tộc đến trước có dân tộc đến sau sự hòa hợp những cảnh ngộ khác nhau đó đã tạo nên những hương thơm quả ngọt nhưng không phải là không còn những di sản cần khắc phục ngược lại cũng có những dân tộc vốn nguyên khối nhưng lại theo những cung cách tách biệt càng đi càng xa mãi và hình thành nên những sắc thái mới tuy cùng chung một cơ sở là nền văn minh trồng lúa nhưng có dân tộc chú trọng thâm canh hai năm ba mùa thu hoạch có dân tộc lại quản canh du canh với phương thức làm rẫy năm một mùa các dân tộc có cuộc sống định cư tương đối ổn định cho nên điều kiện phát triển và tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn các dân tộc còn ở trình độ du canh những ảnh hưởng của kinh tế hàng hóa đối với các dân tộc này cũng giới hạn ở nhiều mức độ khác nhau đời sống còn nhiều khó khăn trình độ phát triển mọi mặt còn thấp kém cũng làm cho nhiều dân tộc mất quyền bình đẳng trong việc tiếp thu những phúc lợi là thành quả của một cuộc sống văn minh Tình trạng mù chữ làm cho con người không nhận thức rõ khả năng của mình và đánh mất khả năng tận dụng những cơ hội trong việc chuyển giao kỹ thuật. Sự hưởng thụ văn hóa tất nhiên bị nhiều hạn chế do không có những phương tiện như đài thu thanh, vô tuyến truyền hình. Những trung tâm thông tin và triển lãm không có vốn đầu tư để duy trì những hoạt động cơ bản tối thiểu. Quy luật này cũng có những tác động ngay trong nội bộ của mỗi dân tộc, thí dụ như người Kinh, người Khmer, người Hoa sống ở nơi đô thị Trình độ phát triển kinh tế văn hóa cũng có khác với những người Khmer, người Kinh, người Hoa sống ở nông thôn. Chỉ nói riêng trường hợp người Khmer sống ở vùng ven biển từ Trà Vinh, Sóc Trăng đến Kiên Giang cũng có những khoảng cách chênh lệch so với người Khmer ở vùng biên giới Châu Đốc, Hà Tiên. Đây cũng chưa hẳn là mối quan hệ giữa vùng trung tâm là Trà Vinh, Sóc Trăng với vùng ngoại vi là Châu Đốc, Hà Tiên, mà còn có nhiều mối dây liên hệ ràng buộc khác nhận thức rõ sự tác động của quy luật này để khi tiến hành chiến lược phát triển kinh tế xã hội chúng ta phải lưu ý đến sự sinh động của thực tiễn khác nhau ở từng dân tộc từng vùng sinh thái nhân văn hoặc phải kết hợp cả hai đối với các dân tộc ngay buổi bình minh của lịch sử từ thời dựng nước sử sách xưa đã ghi chép người việt cổ người kinh là người lạc và người âu khảo cổ học đã đưa ra ánh sáng khoa học những di tích đồng đại gần kề sát nhau như nhóm di tích gò mã đống và di tích thuộc giai đoạn gò bông ở Sơn Tây nhưng cũng không thể nào đoán định nhóm di tích nào thuộc người Lạc Việt hay Âu Việt. Trống Đồng Đông Sơn cũng vậy, biểu tượng đầy tự hào của nền văn minh Đông Sơn là thành quả sáng tạo của nhiều tộc người. Trải qua các thời kỳ lịch sử, những hiện tượng di dân, tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm đã làm cho các dân tộc càng xích lại gần nhau. Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay trong một số địa bàn nhất định có hiện tượng các dân tộc sống tập trung thành từng thôn từng xóm ấp trong giới hạn quản lý hành chính ở cấp huyện và tỉnh trong cả nước đều có sự cư trú của các dân tộc đang xen nhau ngay cả thủ đô hà nội cũng có sự cư trú tập trung của nhiều người dân tộc thực trạng nêu trên thật ra cũng là một quy luật của bản sắc văn hóa việt nam khi vận dụng nguyên tắc này cần phải thấy những hậu quả tác động của hai mặt dương tính và âm tính tính cộng cư đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của văn hóa xã hội dân tộc việc sống gần nhau qua những cuộc hôn nhân xóa được những ngăn cách của chế độ ngoại hôn việc trao đổi tình cảm lẫn nhau khiến con người trở nên khăng khít tạo tiền đề thuận lợi cho những giao hoán văn hóa tiếp kiến văn hóa tuy vậy những mầm mống của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi dân tộc lớn không phải đã chịu rút lui vào quá khứ vì trong quá trình phát triển vẫn còn xảy ra những hiện tượng làm mai một truyền thống văn hóa dân tộc lai căng biến hóa dẫn đến mai một văn hóa sự giao lưu văn hóa không thể đơn giản như một người ốm nặng đến nhận thuốc ở một bác sĩ nổi tiếng sau khi đã được khám kỹ càng đói ăn rau đau uống thuốc nhưng thật ra ngay cả trong trường hợp éo le này việc nhận thuốc cũng chưa hẳn là việc giản đơn cùng chung sống với nhau giúp đỡ tương trợ nhau trong sản xuất làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống của mỗi tộc người đem lại lợi ích chung là sự phát triển toàn diện tuy vậy những va chạm về kinh tế là điều không thể tránh khỏi trước đây với phương thức sở hữu tập thể trong hợp tác xã áp dụng cung cách thiểu số phục tùng đa số cũng đã gây nên một số mặc cảm ở các dân tộc ít người vì là thiểu số nên có mặc cảm bị chèn ép tình trạng lớn chiếm đất đai do những hoạt động của công cuộc phát triển kinh tế cũng đã gây những ảnh hưởng xấu đến sự thống nhất của tinh thần đoàn kết dân tộc. Về ngôn ngữ giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc kinh, phổ biến hiện tượng sử dụng song ngữ, nhiều nơi có hiện tượng đa ngữ. Thực tế đó có ưu điểm là tạo nên một cộng đồng liên minh đa dân tộc, bảo đảm cho trách nhiệm và hành động thống nhất. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn tồn tại tình trạng cùng chung sống với nhau nhưng không chịu tìm hiểu, tôn trọng phong tục tập quán của nhau, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Thí dụ trong phạm vi cả nước thì người Tày so với người Việt, Kinh, là dân tộc thiểu số, nhưng trong khu vực cư trú tập trung của người Tày ở một số vùng Đông Bắc thì người Việt lại thuộc dân tộc thiểu số. Người Ế đê cư trú tập trung ở tỉnh Đắk Lắc, nhưng đó là những vùng dân tộc lịch sử, chứ không phải là vùng kinh tế văn hóa chủ nghĩa dân tộc ở các địa phương không có cơ sở lý luận và thực tiễn để tồn tại nhưng do những sơ hở trong việc chỉ đạo về mặt lý luận cũng như công tác quán triệt chính sách dân tộc đã có nơi có những biểu hiện vô ý thức lúc này hay lúc khác do chủ quan đã dẫn đến sự hiểu lầm gây nên những kích động dân tộc không đáng có trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung quy luật này cũng có tác động đến cơ cấu dân số ở các vùng dân tộc Chính ưu điểm của quy luật này đã dẫn đến tỷ lệ của người Kinh, Việt, ở các vùng dân tộc đang tăng nhanh. Vùng Tây Bắc, Việt Bắc tỷ lệ người Kinh đã tăng từ 40%-50%, ở Tây Nguyên từ 60%-80%. Trước xu thế không thể đảo ngược này trong sự phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc, chúng ta cần có sự lý giải đúng về mặt lý luận. khái niệm văn hóa có rất nhiều định nghĩa sau thế chiến thứ hai một thời kỳ ồn ào xáo động của các nhà văn hóa học nhiều người đã nhận ra rằng cách tiếp cận hệ thống về văn hóa có nhiều ưu điểm hơn cả văn hóa là cả một hệ thống tổng thể quy định con đường sống của một dân tộc hệ thống này bao gồm toàn bộ những gì thuộc về tư duy triết học tín ngưỡng phong tục tập quán nghệ thuật văn học những gì thuộc về cơ tầng của xã hội như hôn nhân gia đình thân tộc thích tộc vai trò của cá nhân trong cộng đồng, những gì thuộc về môi trường sinh thái, tài nguyên tái tạo và không tái tạo bảo đảm cho cuộc sống của một dân tộc. Tiểu hệ thống thứ nhất trước đây vẫn quen được gọi là văn hóa vật chất, nhưng nội hàm chưa đủ nên có nhà nghiên cứu lại thay bằng thuật ngữ văn hóa bảo đảm đời sống ăn, ở, mặc, trang sức, đi lại. Có người còn nêu thêm về vấn đề chất lượng thể hiện qua tuổi thọ, sức khỏe dồi dào, dinh dưỡng đầy đủ tiểu hệ thống thứ hai quen được gọi là văn hóa tinh thần nhưng trong thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay để có tri thức sự hiểu biết thì cần phải được giáo dục đào tạo và có các phương tiện thiết bị công nghệ thông tin hiện đại tiểu hệ thống thứ ba thường được xét dưới dạng cấu trúc hoàn chỉnh bên cạnh đó còn có cả vấn đề chức năng vì không có chức năng thì cấu trúc không thể vận hành thân tộc bản thân những quan hệ này là một hệ thống khi đưa vào xử lý những vấn đề tổng thể nó sẽ trở thành những tiểu hệ hay chi nhánh, tùy góc độ phân tích, lý giải. Cấu trúc chùa chiền dù có bị phá hủy do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan, nhưng một khi những chức năng vận hành của chúng còn tồn tại thì nhân dân vẫn cứ xây lại. Sự phát triển của kinh tế xã hội đi liền với nạn ô nhiễm, hủy diệt môi trường được nhận thức như một hành động phi đạo đức, vô văn hóa sự hài hòa cân bằng với môi trường sinh thái vốn là một trong những đặc điểm của các nền văn hóa phương đông cách tiếp cận này được cả thế giới công nhận cho đến nay vẫn còn một số người ngộ nhận cho rằng văn hóa các dân tộc ở một số vùng là văn hóa nguyên thủy trong một thời gian dài với cách tiếp cận theo lối sơ đồ hóa cứng nhắc không ít người thường lấy các chỉ số phát triển của xã hội để đo trình độ phát triển của văn hóa xã hội loài người trên con đường tiến hóa phát triển thường đi thấp đến cao Đánh giá văn hóa theo các tiêu chí xã hội mới đúng, nhưng chưa đủ, do đó vẫn có nhiều trường hợp phạm phải sai lầm. Nếu văn hóa là tinh hoa của mỗi dân tộc thì không thể lấy trình độ phát triển xã hội cao hay thấp mà định chuẩn. Người Kinh, Việt và một số dân tộc theo phụ hệ nên khi dùng thuật ngữ cưới chồng là có hàm ý mỉa mai, châm biếm. Tình trạng này cũng tương tự như đối với một số dân tộc theo mẫu hệ như ED, chăm, sử dụng thuật ngữ lấy vợ. Ta không thể so sánh cung cách này lạc hậu hơn cung cách kia và ngược lại. Kinh tế xã hội và văn hóa dân tộc nằm trong tổng thể của nền kinh tế xã hội, văn hóa Việt Nam có liên quan mật thiết đến cái chung của kinh tế xã hội và văn hóa thế giới. Về mặt lịch đại nó là quá trình tích hợp, kết tinh mang tính kế thừa của truyền thống lịch sử. Trên các trống đồng Đông Sơn có đúc những hoa văn trang trí hình thuyền. Ngày nay ở nhiều dân tộc vẫn còn những hội đua thuyền trên ao đầm, trên sông ven biển hoặc cách điệu hóa ở các vùng Tây Nam Bộ. Các dân tộc trong khi trở về nguồn đều soi lòng vào quá khứ để tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc vào tương lai. Do có những điều kiện hình thành, phát triển khác nhau cho nên tính lịch sử cũng có những tác động không giống nhau lên tâm lý mỗi dân tộc. Cấu trúc các trung tâm văn hóa, tín ngưỡng ở mỗi dân tộc có những khác biệt, thí dụ có dân tộc lấy nhà rông, lại có dân tộc lấy đình, lấy chùa, làm trung tâm văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội, thời gian xã hội ở mỗi dân tộc cũng khác nhau. Có dân tộc tính theo mùa rẫy, cha truyền con nối theo lối đơn tuyến, có dân tộc tính theo chu kỳ nông lịch hàng năm. Có dân tộc theo những chu kỳ phức hợp vừa dựa vào dương lịch lại vừa dựa vào chu kỳ của nông lịch trong khi xử lý những sự kiện trong cuộc sống riêng tư. Ngoài ra, quan hệ xã hội, thân tộc cũng chỉ ra sự khác biệt về thời gian xã hội giữa các dân tộc. Trong mối tương quan đồng đại có người theo thuyết địa văn hóa phân các vùng văn hóa theo bản vàng kinh tế tính độc lập của văn hóa đã cho thấy thông qua quan điểm phân vùng dựa vào đặc điểm kinh tế là không chính xác vùng miền núi và trung du bắc bộ là vùng kinh tế y nhưng về mặt văn hóa lại là ba vùng tây bắc việt bắc và trung tâm vùng bắc trung bộ là vùng kinh tế ba nhưng về mặt văn hóa lại là hai vùng thanh hóa nghệ an và quảng bình quảng trị thừa thiên huế giữa hai vùng này Tỉnh Hà tỉnh không có dân tộc thiểu số cư trú. Vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là vùng kinh tế 4, nhưng về mặt văn hóa lại là hai vùng, Trung Trung Bộ và Kinh tế, văn hóa dân tộc Chăm. Vùng Tây Nguyên là vùng kinh tế V, nhưng có thể phân ba vùng, vì xen giữa hai khối cư dân có gốc nguồn Nam Á là khối cư dân có gốc nguồn Nam đảo nằm ở trung tâm. Còn vùng văn hóa Khmer thật ra bao gồm cả hai vùng kinh tế 6 và 7 trong phạm vi của mỗi vùng kinh tế văn hóa đã nêu, trong mối tương quan đồng đại cũng bao gồm nhiều nền kinh tế văn hóa của các tộc người, không hề có tính chất đơn thuần. Vùng Việt Bắc, ngoài văn hóa Việt còn có văn hóa Tày, Nùng, Giao, Mông, Sáng Chay, Lô Lô. Vùng văn hóa Khmer ngoài người Khmer, còn có văn hóa Việt, Tiên, Chăm, Hoa. Sự kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa giữa các dân tộc tạo nên bộ mặt đặc trưng cho từng vùng kinh tế xã hội. Nhìn rộng ra khu vực lịch sử dân tộc Đông Nam Á trong mối quan hệ với các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và với các dân tộc ở khu vực miền Nam Trung Quốc, cho thấy biên giới quốc gia không trùng với biên giới dân tộc. Hiện tượng nhiều dân tộc cư trú ở nhiều vùng thuộc các quốc gia khác nhau không phải là hiếm. Người Khmer ở Việt Nam là dân tộc thiểu số, nhưng ở Campuchia lại là dân tộc đa số, người Thái ở Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự nếu so với Thái Lan và Lào với sự thông thoáng của các mối giao lưu quốc tế hiện nay một hiện tượng mới đã nảy sinh làm phong phú thêm nhận thức lý luận đó là trường hợp người việt không biết tiếng việt người mông chỉ biết tiếng anh người thái chỉ biết tiếng pháp trước đây thường có quan niệm rằng dân tộc nào không nói được tiếng mẹ để coi như đã đánh mất bản sắc văn hóa của mình thực tế cho thấy bộ phận những dân tộc tha hương này để bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc khi ở xa nơi quê cha đất tổ họ đã lưu giữ lại nhiều phong tục tập quán cổ truyền trân trọng truyền thống xa xưa bảo vệ những tín ngưỡng lâu đời trong sự hòa đồng chung họ vẫn giữ lấy cái riêng cái ta cái mình để tạo nên sự gắn bó dân tộc vai trò của văn hóa như là một động lực trong sự phát triển kinh tế xã hội là một điều cần được nghiên cứu đúc kết các dân tộc ở nước ta cư trú trên địa bàn rộng lớn bao gồm đồng bằng ven biển miền núi biên giới hải đảo trong đó vùng các dân tộc thiểu số đã chiếm 3 phần tư diện tích cả nước. Ngoài một số ít các dân tộc thiểu số phân bố ở miền Trung Du, Đồng Bằng, Ven Biển và Đô Thị Lớn, các dân tộc thiểu số cư trú thành cộng đồng, đang xen với dân tộc Kinh ở 54 tỉnh, thành phố, 503 huyện, 5.468 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên Hải miền Trung. Đây là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản giá trị, có hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, diện tích rừng 14.415.381 ha là đầu nguồn sinh thủy, gắn với các công trình thủy điện quốc gia, vừa cung cấp điện, vừa cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho vùng hạ du và khu vực đồng bằng. Khu vực miền núi, nơi cư trú các dân tộc thiểu số có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh từ xưa đến nay vùng miền núi biên giới hải đảo luôn được xác định là phên dậu quốc gia địa thế sung yếu hiểm trở cùng lòng yêu quê hương đất nước của đồng bào các dân tộc thiểu số đã xác lập vị thế vùng miền núi dân tộc trở thành nơi tụ nghĩa đấu tranh giải phóng là chỗ dựa vững chắc trong lúc vẫn nước gian nan rừng núi đã từng là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống thực dân pháp phát xít nhật đế quốc mỹ rừng che bộ đội rừng vây quân thù trong giai đoạn hiện nay các vùng biên giới là thành lũy vững chắc của Tổ quốc, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, chống âm mưu xâm nhập, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Từ khi giành được độc lập dân tộc 1945 và thống nhất đất nước 1975, đến nay, Đảng và nhà nước ta đã dành sự ưu tiên, hỗ trợ to lớn cho các dân tộc trong cả nước, nhất là các nhóm dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các dân tộc có dân số ít để thực hiện xuyên suốt, nhất quán nguyên tắc các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Các dân tộc nước ta từ miền xuôi đến vùng núi cùng chung sức một lòng đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Những thành quả đó cần tiếp tục phát huy, nghiên cứu các chính sách đối với các vùng dân tộc sao cho ngày càng phù hợp, hiệu quả hơn giải quyết kịp thời những khó khăn trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc trong thời đại công nghiệp, công nghệ đang phát triển như vũ bão trên toàn thế giới. Người Ba Na Tên gọi khác, Bơ Nâm, Ro, Con Đe, A La Công, Phan Công Dân số, 219.899 người Ngôn ngữ, người Ba Na nói tiếng Ba Na, một ngôn ngữ thuộc nhóm môn Khmer ngữ hệ Nam Á. Cư trú, địa bàn cư trú của người Ba Na trải rộng trên các tỉnh Gia Lai, Con Tum và miền Tây của Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Lịch sử, tổ tiên người Ba Na chủ yếu sinh sống tại vùng dưới núi Mang Giang, dọc theo hai bờ sông Ba trở về phía đông tới những huyện đồng bằng giáp tranh miền núi và các huyện miền núi của tỉnh Bình Định, về sau, do tác động của quá trình di dân qua các thời kỳ, người Ba Na chuyển cư dần sang phía Tây, tới lưu vực các sông Ajun, Đắc Bla và đến tận Con Tum như hiện nay. Có thể nói, lịch sử của người Ba Na gắn liền với lịch sử các dân tộc Tây Nguyên. Dân tộc Ba Na có tên tự gọi chung là Ba Na, có nghĩa là người ở núi. Ngoài ra, họ còn có tên gọi khác là Bơ Nâm, Cho, Con Đe, A La Công, Pan Công. Người bố y Tên gọi khác, nhóm Bố Y, tên tự gọi là Pu Y, ở tỉnh Hà Giang và nhóm Tu Dí ở tỉnh Lào Cai. Dân số, 2.273 người. Ngôn ngữ, nhóm Bố Y nói ngôn ngữ Tày Thái, ngữ hệ Thái Ca Đa, còn nhóm Tu Dí nói ngôn ngữ Hán, ngữ hệ Hán Tạng. Cư trú, nhóm Bố Y ở tỉnh Hà Giang đi theo sông Nhiệm và sông Nho Quế vào cư trú ở một số xã thuộc huyện Đồng Văn và Quảng Bạ. Lịch sử tổ tiên của người bố y là một chi của người lạc việt trong khối bách việt phát triển thành người bố y tự gọi mình là bố y bố trọng bố mang và liêu trọng gia lý liêu di liêu có thể từ thời cổ đại người bờ râu tên gọi khác bờ rau dân số 525 người ngôn ngữ tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn khmer ngữ hệ nam á cư trú chủ yếu cư trú tập trung tại làng Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum, cách cửa khẩu quốc tế Bờ Y 10 km và cách thành phố Con Tum gần 100 km. Lịch sử, tổ tiên của người Bro cư trú ở vùng Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, đại bộ phận hiện nay vẫn cư trú bên lưu vực sông Sê Caman, Sê Sang, Nậm Không, Mê Công. Một bộ phận nhỏ người Bro di cư sang Việt Nam sinh sống khoảng 150-160 năm, từ 6-7 thế hệ. người bờ ru Vân Kiều. Dân số, 143.120 người. Ngôn ngữ, ngôn ngữ của người bờ ru là tiếng bờ ru, một ngôn ngữ thuộc nhóm môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, gần gũi với tiếng tà ôi, cơ tu. Cư trú, người bờ ru Vân Kiều cư trú tại 39 trên 63 tỉnh, thành phố nhưng tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, còn một số lượng nhỏ người Bru Vân Kiều hiện đang cư trú ở Đắk Lắk do Mỹ Ngụy cưỡng ép di cư vào năm 1972. Lịch sử, hiện nay có hai luồng ý kiến khác nhau về nguồn gốc của người Bru Vân Kiều, nhưng đa phần các ý kiến đều cho rằng đây là cư dân bản địa, sống lâu đời ở vùng Trung Đông Dương. Sau những biến động lịch sử, họ di cư đi các nơi, trong đó có một bộ phận đi về hướng Đông và tụ cư ở miền Tây tỉnh Quảng Trị của Việt Nam. người chăm. Tên gọi khác, chàm, chim, chim thành, chăm, chăm ba, hờ roi, hời. Dân số, 178.948 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ maleo polynesia ngữ hệ Nam Ả O. Cư trú, người chăm cư trú tại Ninh Thuận, Bình Thuận. Lịch sử, dân tộc chăm vốn sinh tụ ở Duyên Hải miền Trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ. Ngay từ những thế kỷ thứ 17, người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chăm -pa. Người Chơ Ro Tên gọi khác, Châu Ro, Dơ Ro, Chơ Ro, Thượng Dân số, 29.520 người Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, thuộc chi miền núi phía Nam, khá gần gũi với tiếng nói của các tộc người sờ tiên, mạ, cơ ho, song lượng từ khơ me trong tiếng chơ ro khá nhiều. Cư trú, hiện nay, người chơ ro sống tập trung ở vùng núi thấp thuộc Tây Nam và Đông Nam tỉnh Đồng Nai. Lịch sử, người chơ ro cư trú lâu đời ở vùng đồi núi thấp, nằm về phía Đông Nam của tỉnh Đồng Nai và một phần ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Người Chu Ru Tên gọi khác, Chơ Ru, Cơ Ru, thượng. Dân số, 23.242 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo-Polynesia, ngữ hệ Nam Ả O, gần với tiếng Chăm. Có một bộ phận người Chu Ru sống gần với người Cơ Ho nên nói tiếng Cơ Ho, thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer. Cư trú, cư trú tại 23 tỉnh, thành phố. Trong đó, tập trung đông ở các tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử có lẽ xa xưa, tổ tiên người Chu Ru là một bộ phận trong khối cộng đồng chăm, về sau, họ chuyển lên miền núi sống biệt lập với cộng đồng gốc nên thành người Chu Ru. Người chức Tên gọi khác, người Mã Liên, A Rem, Tu Vang, Pa Len, Sơ Lan, Tơ Hung, Trà Củi, Tắc Củi, U Mo, Xá Lá Vàng, Trục, Sách, Mày, Mã Liên. Dân số 4.982 người ngôn ngữ, tiếng Trục thuộc nhóm ngôn ngữ Việt mường trong ngữ hệ Nam Á. Cư trú, dân tộc chức bao gồm các nhóm, sách, trục, arem, mày, mã liền, cư trú chủ yếu ở các huyện miền núi như Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình và một nhóm mã liền cư trú ở hai xã Hương Liên, Hương Vĩnh thuộc huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh. Đây là địa bàn núi rừng hiểm trở, đồi dốc và thường xuyên bị chia cắt bởi hệ thống sông suối dày đặc. Lịch sử, quê hương xưa của người chức thuộc địa bàn cư trú của người Việt ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vì nạn giặc giả, thuế khóa nặng nề nên họ phải chạy lên nương náu ở vùng núi, một số dần dần chuyển sâu vào vùng phía Tây thuộc hai huyện Minh Hóa và Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo gia phả của một số dòng họ người Việt trong vùng thì các nhóm rục, sách cư trú tại vùng núi này ít nhất đã được trên 500 năm nay. Người co Tên gọi khác, cua, trầu. Dân số, 62.219 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, tương đối gần gũi các dân tộc khác trong vùng Bắc Tây Nguyên và lân cận như Hê, Sơ Đăng, Ba Na. Cư trú, người co sống tập trung ở Trà Bồng và Trà My thuộc Tây Bắc tỉnh Quảng Ngãi và Tây Nam tỉnh Quảng Nam. Người co cũng cư trú rải rác ở các tỉnh Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Thừa Thiên Huế. Lịch sử, đến nay, đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng người coi là một trong những cư dân bản địa ở khu vực Trường Sơn Tây Nguyên. Người Cống. Tên gọi khác: Xá, Cống bó Khăm, Sắm, Khống, màng là. Dân số: 2729 người. Ngôn ngữ: thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến, ngữ hệ Hán Tạng, gần hơn với tiếng Miến cùng nhóm với các tiếng la hủ, phù lá, si la. Họ quen sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp hàng ngày. Cư trú, hiện nay, có hơn 98% số người dân tộc cống sinh sống ở khu vực Tây Bắc, chủ yếu tại Lai Châu và Điện Biên. Lịch sử, người cống ở Trung Quốc được xếp vào dân tộc Hà Nhì, có tên gọi là Bạch Công. Theo các nhà nghiên cứu, có thể người Bạch Công từ vùng Màng Là, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thiên di vào vùng phong thổ, tỉnh Lai Châu, khu vực Tây Bắc nước ta. Vì vậy, người cống ở Việt Nam còn có tên là người màng. Người cơ ho Dân số, 200.800 người Ngôn ngữ, người cơ ho nói tiếng Ba Triết Nam, là ngôn ngữ nằm trong nhóm môn Khmer, dòng Nam Á. Cư trú, địa bàn cư trú của người cơ ho nằm ở nhiều vùng, từ cực Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng đến một số vùng miền núi các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắc và Đồng Nai. Lịch sử, theo các nhà khoa học, người Cơ Ho thuộc chủng Indo Điên, là đồng chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh, bộ phận phía nam của văn hóa Đông Sơn. Dân tộc Cơ Ho tồn tại cách ngày nay trên dưới 2.500 năm, là cư dân bản địa sinh sống lâu đời trên mảnh đất Tây Nguyên. Người Cờ Lao Dân số 4.003 người Ngôn ngữ tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ kai cùng nhóm với tiếng la ha la chí hu péo ngữ hệ thái kai cư trú dân tộc cờ lao chỉ cư trú ở tỉnh hà giang gồm vùng cao núi đá núi đất các huyện đồng văn mèo vạc hoàng su phì vùng giữa huyện yên minh và vùng thấp hai huyện vị xuyên bắc quang lịch sử dân tộc cờ lao là một trong những dân tộc có dân số ít ở việt nam người cờ lao ở việt nam vốn từ trung quốc di cư sang Trải qua các thời kỳ lịch sử, các nhóm cờ lao đã di cư dần xuống phía Nam rồi vào Việt Nam. Những người cờ lao đầu tiên tới Việt Nam sớm nhất là cách đây khoảng từ 150 đến 200 năm. Những đợt di cư cuối cùng của họ đã chấm dứt cách đây khoảng 60-80 năm. Người cơ tu Tên gọi khác, ca tu, ca tu Dân số, 74.173 người Ngôn ngữ, ngôn ngữ của người cơ tu thuộc nhóm môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, gần gũi với tiếng Tà Ôi, Bờ ru Vân Kiều. Cư trú, dân tộc cơ tu cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, trong đó tập trung nhiều ở các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam và một số ít ở hai huyện Nam Đông, A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Lịch sử, người cơ tu là tộc người cư trú lâu đời ở vùng trường Sơn Tây Nguyên. Cho đến nay, nguồn gốc của người cơ tu vẫn chỉ dừng lại ở các giả thiết, nhưng tự trung, các học giả trong và ngoài nước dựa vào thành tựu kiến trúc, điêu khắc, nền văn hóa và cả nét đẹp hình thể của đồng bào để đoán định rằng người cơ tu đã từng có thời gian là chủ nhân của một nền văn hóa cao đã bị suy tàn chứ không phải là một tộc người có trình độ văn minh sơ khai đang phát triển. Tộc người này chưa hình thành những nhóm địa phương mà chỉ có các nhóm được phân biệt theo địa vực cư trú như người vùng cao, cơ tu điêu, người vùng trung, cơ tu cha lâu, và người vùng thấp, cơ tu nang. Người Giao Tên gọi khác, về tộc danh, kềm miền, kìm miền, kìm mùng, kìm mần, điều mùng, liều mần, dù miền, diều miền, y y u miền. Ngoài ra, trước kia, họ còn được gọi là động, xá, máng. Các nhóm dân tộc Giao, Giao ỏ, Giao cốc ngán, Giao sừng, Giao dụ lậy, Giao đại bản, Giao quần chẹt, Giao sơn đầu, Giao Tam Đảo, Giao Nga Hoàng, Dụ Cùng, Giao Lô Gan, Giao Thanh Phán, Giao Cất Mùng, Giao Tiền, Giao Eo Tiền, Giao Tiểu Bản, Giao Quần Trắng, Giao Họ, Giao Thanh Y, Giao Làng Tẻn, Giao Tuyển, Giao Áo Dài. Dân số 814.523 người. Ngôn ngữ thuộc hệ Hông Giao. Cư trú, hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Du Bắc Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. lịch sử người giao có nguồn gốc từ Trung Quốc, việc chuyển cư sang Việt Nam kéo dài suốt từ thế kỷ 12, 13 cho đến nửa đầu thế kỷ 20. Người ED Tên gọi khác, An Nắc EAE, -e, Ra E, Hay Ra D, e, e E, Ga, E Dân số, 621.618 người Ngôn ngữ, tiếng nói của người ED thuộc nhóm ngôn ngữ Maleo-Polynesia, ngữ hệ Nam Ả-O cư trú địa bàn cư trú chủ yếu hiện nay là tỉnh đắk lắc phía nam tỉnh gia lai và miền tây phú yên khánh hòa lịch sử người ế đê là cư dân có mặt lâu đời ở miền trung tây nguyên dấu vết về nguồn gốc hải đảo của dân tộc ế đê đã được phản ánh từ các sử thi và nghệ thuật kiến trúc tạo hình dân gian cho đến nay cộng đồng ế đê vẫn tồn tại những truyền thống đậm nét mẫu hệ ở nước ta người gia trai tên gọi khác, dơ rây, chơ rây. Dân số, 149.923 người. Ngôn ngữ, Gia Rai là một trong năm dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai Đa Đảo và là một trong những dân tộc tại chỗ thuộc khu vực Tây Nguyên, Việt Nam. Cư trú, địa bàn cư trú của dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên chủ yếu tại tỉnh Gia Lai, phía Tây tỉnh Phú Yên, phía Nam tỉnh Con Tum và phía Bắc tỉnh Đắk Lắc. Lịch sử, Dân tộc Gia Rai là một trong những cư dân sớm sinh tụ ở vùng núi Tây Nguyên, lan sang một phần đất Campuchia. Trong xã hội Gia Rai xưa đã có Pataia, vua nước, và Potapi, vua lửa, chuyên cúng trời, đất, cầu mưa thuận gió hòa. Trước thế kỷ 16 người Ê Ê, Gia Rai được gọi chung một tên là Rang Ê -y. Vào thế kỷ 15, 16 sử sách phong kiến Việt Nam ghi nhận danh hiệu thủy xá, vua nước, hỏa xá, vua lửa, chỉ có người đàn ông họ siêu mới được làm vua lửa, vua nước và con gái họ rơ chông mới được quyền làm vợ hai vua. Có lẽ chữ pơ tao đồng nghĩa với tao của người chăm, tạo của người Thái và thao của Lào, đều chỉ người thủ lĩnh. Người giấy Tên gọi khác, nhắn, dẫn Dân số, 49.098 người Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ tày Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai cư trú, sinh sống tập trung tại các tỉnh lào cai, hà giang, lai châu và yên bái. lịch sử, người giấy có nguồn gốc từ trung quốc di cư vào việt nam từ khoảng 300 năm trước. người giấy riêng, tên gọi khác, ca tang, đoàn, Sóc, berila ở huyện đắc lây, tỉnh con tum và mơ nông hay pơ nông ở tỉnh quảng nam. dân số, 40.586 người. ngôn ngữ ngôn ngữ của người Giá riêng thuộc nhóm môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, tương đối gần gũi với tiếng sơ đăng, ba na. Cư trú, người Giá riêng cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Con Tum và Quảng Nam. Lịch sử, nghiên cứu về lịch sử dân tộc Giá riêng tại Việt Nam cho thấy dân tộc này có nguồn gốc từ Lào. Nhưng tổ tiên người Giá riêng đã sinh sống lâu đời ở vùng quanh quần Sơn Ngọc Linh, cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Con Tum và Quảng Nam. Ngoài tên gọi dế riêng, dân tộc này còn mang những tên gọi khác như ca Tang, đoàn sóc Berila ở huyện đắc lê tỉnh con tum và mơ nông hay pơ nông ở tỉnh quảng nam Người Hờ Mông Tên gọi khác, dựa trên màu sắc đặc điểm trang phục và ngữ âm, người Hông ở Việt Nam được chia thành bốn nhóm địa phương, Hông Trắng, Hông Đen, Hông Xanh và Hông Hoa. Dân số, 1.393.547 người ngôn ngữ, thuộc hệ hông giao. Cư trú, chủ yếu ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắc, Đắk Nông. Hiện nay người hông đã di cư sang nhiều nơi khác như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lâm Đồng. Lịch sử, cách nay khoảng 4 năm nghìn năm, hai tộc người hông và giao cùng bị người Hán đẩy ra khỏi vùng đất Tam Miêu ở Trung Quốc phải chịu các cuộc binh chiến và thiên di kéo dài hàng nghìn năm vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, họ bắt đầu thiên di vào vùng Đông Nam Á. Người Hà Nhì Tên gọi khác, người Hà Nhì tự gọi là Hà Nhì già. Các nhóm dân tộc Hà Nhì, dựa trên địa vực cư trú có thể chia thành ba nhóm, người Hà Nhì Cồ Chồ, người Hà Nhì sống ở vùng thấp, người Hà Nhì La Mí, sống ở vùng cao, và người Hà Nhì Đen, người Hà Nhì Lô Mê. Còn căn cứ vào trang phục, Ngôn ngữ và đặc điểm nơi cư trú, họ được thành hai nhóm: Hà Nhì đen và Hà Nhì hoa, gồm có nhóm Hà Nhì cồ chồ và Hà Nhì la mí. Dân số: 25.539 người. Ngôn ngữ thuộc hệ tạng miến, ngữ hệ Hán tạng, gần với miến hơn. Cư trú: người Hà Nhì hoa chủ yếu cư trú tại các huyện của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, người Hà Nhì đen cư trú chủ yếu tại các xã trong huyện Bắc Sát, tỉnh Lào Cai một bộ phận cư trú ở hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Lịch sử, người Hà Nhì có quá trình di cư diễn ra trong một thời gian dài, bằng các con đường khác nhau và đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Người Hà Nhì di cư đến Việt Nam từ cách đây khoảng 300 năm. Người Hoa. Tên gọi khác: Khách, Hán, Tàu. Dân số: 991.939 người. Ngôn ngữ tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, ngữ hệ Hán Tạng. Cư trú, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch sử, người Hoa di cư đến Việt Nam vào những thời điểm khác nhau từ thế kỷ 16, và sau này vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh, kéo dài cho đến nửa đầu thế kỷ 20. Người Hê Tên gọi khác, Chăm Rê, Chăm, Thượng Ba Tơ, Mọi Lũy, Mọi Sơn Phòng, Mọi Á Vách, Châm quảng ngãi, mọi chồng, rê, màng thạch bích. Dân số, 83.023 người. Ngôn ngữ, người hê dùng ngôn ngữ thuộc nhóm môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Cư trú, người hê sống chủ yếu ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi, các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long và tỉnh Bình Điện, huyện An Lão, một số ít ở tỉnh Con Tum, huyện Con Plông. Lịch sử, người hê sinh tụ rất lâu đời ở vùng trường Sơn Tây Nguyên. Một số học giả cho rằng, nguồn gốc tộc người Hê có thể liên quan đến nạn hồng thủy và quá trình di cư. Người Kháng Tên gọi khác, xá khao, xá xúa, xá đón, kháng hụt, mờ khang hốc, mờ khang ái, ma hán bén, ma hán cọi. Dân số, 17.000 người. Ngôn ngữ, ngôn ngữ kháng vẫn được xếp vào nhóm môn Khmer thuộc ngữ hệ Nam Á. Hiện nay, việc sử dụng song ngữ kháng thái đã diễn ra phổ biến cư trú tập trung tại các tỉnh sơn la điện biên và lai châu lịch sử từ những tư liệu lịch sử dân tộc học cho phép đoán định người kháng là chủ nhân ban đầu và lâu đời của vùng đất tây bắc việt nam trước khi dân tộc thái từ nam trung quốc và dân tộc khơ mú từ lào di cư tới địa bàn này người khơ me tên gọi khác khơ me Khmer khơ me hạ Khmer dưới, người Việt gốc miên. Dân số, 1 triệu 123.255 người. Ngôn ngữ, người Khmer nói tiếng Khmer một ngôn ngữ thuộc nhóm môn Khmer trong ngữ hệ Nam Á. Cư trú, căn cứ vào đặc điểm sinh thái và môi trường tự nhiên, có thể chia sự phân bố của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long theo ba vùng chính như sau, vùng nội địa. Đây là vùng cư trú lâu đời nhất của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Vùng ven biển, kéo dài từ Trà Vinh, qua Sóc Trăng tới Bạc Liêu. Vùng núi biên giới Tây Nam, thuộc các tỉnh An Giang và Kiên Giang, nơi có dãy núi Thất Sơn, núi Sập, núi Vọng Thê. Lịch sử, nhiều nghiên cứu đã khẳng định người Khmer ở nước ta là hậu duệ của các di dân từ lục chân lạp tiền thân của nhà nước Campuchia ngày nay. Họ di cư sang khu vực này theo nhiều đợt và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cùng với người Việt và người Hoa, người Khmer là một trong những nhóm cư dân có mặt sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Người Khơ Mú Tên gọi khác, xá cẩu, Khạt lẩu, mãn cẩu, tày hại, mứng sen, Pu thền, tền. Dân số, 570.225 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khơ -me, ngữ hệ Nam Á. Nhiều người biết đọc, viết chữ Thái. Cư trú, ở các tỉnh dọc biên giới Việt Lào như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Lịch sử, một số ý kiến cho rằng người Khơ Mú là cư dân tại chỗ tại vùng Tây Bắc Việt Nam, dựa trên câu chuyện dân gian của người Khơ Mú và người Thái về nguồn gốc loài người sinh ra từ quả bầu. Người Kinh. Tên gọi khác, người Việt. Dân số, 82.085.729 người. Ngôn ngữ tiếng Việt nằm trong nhóm ngôn ngữ Việt Mường, ngữ hệ Nam Á. Cư trú, người Kinh là tộc người duy nhất trong 54 tộc người của quốc gia Việt Nam cư trú thành các cộng đồng ở tất cả các tỉnh, trên tất cả các dạng địa hình, địa bàn trong cả nước, đồng bằng, trung du, miền núi, cao nguyên, ven biển và hải đảo, song tập trung đông đúc ở đồng bằng. Lịch sử, người Kinh cũng như người Mường, thổ, chức là tộc người bản địa, sở tại sinh sống từ rất lâu đời trên dải đất Việt Nam, không phải có nguồn gốc từ lãnh thổ bên ngoài. Từ cái nôi ban đầu là vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung ở đồng bằng, người kinh chuyển cư đến các vùng khác, trở thành tộc người Đông Đảo, có mặt trên mọi địa bàn, địa hình của tổ quốc. Người La Chí Dân số Người 4.255 Ngôn ngữ, hiện nay, ở một số địa phương, người la chí gần như đã quên hẳn tiếng mẹ đẻ của mình. Nhiều người chỉ biết nói tiếng nùng hoặc tiếng giao. Do thuộc nhóm ngôn ngữ ca đai, nhiều từ vị và cách phát âm của tiếng la chí gần giống với tiếng nùng và tiếng tày nên dễ học. Cư trú, hiện nay, người la chí ở Hà Giang cư trú tập trung đông nhất ở bốn xã, bản phùng, bản diếu, bản bắn và bản máy thuộc huyện Xính Mần, kế đến là ở các huyện Hoàng Su Phì và Bắc Quang. Ngoài ra, họ còn cư trú rải rác ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quảng Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Ở xã Bản Diếu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, người La Chí cư trú xen kẽ với người Tày, Giao, Nùng và Hờ Mông. Lịch sử, người La Chí đã sinh sống ở miền núi phía bắc nước ta từ lâu đời. Trừ bộ phận họ lùng vốn gốc là người Nùng đã di cư từ Nà Cô, Vân Nam, Trung Quốc sang Việt Nam cách đây khoảng 100-120 năm và họ vương vốn gốc là người Hoa mới sang nước ta cách đây không lâu, đa số người La Chí còn lại đều được coi là cư dân gốc tại đây. Người La Ha Tên gọi khác, Lá và Phờ Lạo, Xá Khắc, Lắc, Khá Xá Cha, Xá Bung, Xá Khao, Xá Táo Nhạ, Xá Bọng, Xá Uống, Bũ Hà, Vụ. Dân số 10.157 người ngôn ngữ, tiếng La Ha, tiếng Thái Đen. Cư trú, người La Ha cư trú lâu đời ở khu vực Tây Bắc nước ta. Lịch sử, theo các sách Thái Cổ, vào thế kỷ 11, 12, khi người Thái Đen di cư đến vùng Tây Bắc đã thấy người La Ha cư trú ở nhiều nơi và với nhiều tên gọi khác nhau. Người La Ha sống cộng cư với người Thái Đen. Người La Hủ Tên gọi khác, tên gọi La Hủ có từ đời thanh. Theo danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam được công bố năm 1979, quy định tên gọi là La Hủ. Các nhóm La Hủ gồm La Hủ Đen, La Hủ Vàng và La Hủ Trắng. Dân số 12.113 người. Ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến, ngữ hệ Hán Tạng. Cư trú chủ yếu ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Lịch sử người La Hủ vốn là một nhánh của siêu tộc địch Khương mà sử sách Trung Quốc gọi là Tây Nhung với địa bàn phát tích thuộc miền đất nằm giữa các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay. Người Lào Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ Tài Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai Dân số, 14.928 người Tư trú, đồng bào dân tộc Lào sinh sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Tĩnh và một số di chuyển tới cao nguyên Nam Trung Bộ. Lịch sử, dân tộc Lào ở nước ta vốn di cư từ nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Người Lô Lô Tên gọi khác, Mùng Di, Di, Màng Di, La La, Qua La, Ô Mang, Lu Lộc Màng. Dân tộc Lô Lô gồm các nhóm Lô Lô Đen và Lô Lô Hoa. Ngoài hai nhóm trên, còn có thêm nhóm Lô Lô Trắng dân số, 4827 người. Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ tạng miến. Cư trú, phân bố tập trung ở Cao Bằng và Hà Giang, ngoài ra còn ở một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Bình Định, Gia Lai. Lịch sử, người Lô Lô ở Việt Nam có quan hệ mật thiết với người Di ở Trung Quốc. Người Lô Lô đến Việt Nam đầu tiên tại vùng Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang và Phong Thổ, Lai Châu, sau đó một bộ phận ở Hà Giang chuyển sang Bảo Lạc, Cao Bằng. Người lự Ngôn ngữ, tiếng nói chính thức của người lự là tiếng lự, thuộc nhóm ngôn ngữ tài thái, họ ngôn ngữ dai, Tai Ka, dai. Người lự cũng sử dụng ngôn ngữ chính thức tại các quốc gia mà họ sinh sống. Dân số, 6.757 người. Cư trú, ngày nay, người lự cư trú chủ yếu tại các xã Bản Hon, Bình Lư, Nà Tầm, huyện Tam Đường, thuộc huyện Phong Thổ Cũ, các xã Ma Quai, Nậm Tâm, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu và một số ít sống rải rác, xen kẽ với người Thái ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và huyện Thang Uyên, tỉnh Lai Châu. Lịch sử, người Lự đã có mặt ở khu vực Sa Mứng, Điện Biên, ít nhất cũng trước thế kỷ 11,12. Tại đây họ đã xây thành Sa Mứng, Tam Vạn và khai khẩn nhiều ruộng đồng. Vào thời chiến tranh phong kiến, người Lự phải phân tán đi khắp nơi, một bộ phận nhỏ chạy lên sinh sống ở vùng núi phong thổ, sinh hồ. người mà. Tên gọi khác, về tên tự gọi, người mà có cách phân biệt theo địa vực cư trú như mạ bờ lao, mạ đạ đơn, mạ đạ hoai, và theo các nhóm địa phương, bao gồm mạ ngăn, mạ sốt, mạ tô và mạ crung. Dân số, 50.322 người. Ngôn ngữ, người mạ thuộc thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn ngữ môn Khmer, gần cận với ngôn ngữ của các dân tộc nông, chơ rô, sờ tiên và đặc biệt là người cơ ho. Cư trú Địa bàn cư trú chủ yếu của người Mạ từ vùng giáp tranh khu vực cao nguyên Đà Lạt trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đà Hoai, Đức Trọng và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, một phần ở vùng đệm rừng quốc gia Cát Tiên về phía Tây Nam, tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Lịch sử, người Mạ là một dân tộc thiểu số cư trú lâu đời ở phía Nam Tây Nguyên. Người Mãn Tên gọi khác, Mãn Ư, Xá Mãn, Niễn O, xá bá o. Dân số, 4.650 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Người mãn bảo tồn tiếng nói khá tốt, 100% người dân sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong sinh hoạt hàng ngày. Khi giao tiếp với bên ngoài, một số người có thể sử dụng tiếng phổ thông, tiếng Thái, tiếng Hà Nhì và tiếng Hông. Cư trú, tập trung ở tỉnh Lai Châu, trải dài trên vùng biên giới phía Bắc, giáp tranh với Trung Quốc. Lịch sử, xưa nay vùng Nậm Bang, Dung Bai, thuộc xã Nậm Bang, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu vẫn được gọi là quê hương của người Mãn. Người Mãn là một trong những dân cư bản địa ở vùng Tây Bắc. Người Nông Tên gọi khác, Pông, Nông Nông, Nông Ré, Nông Bu Đân, Đi Tri, Đi A, Nông Ga, Nông Rơ Lam, Nông Chiêu, Nông Quên. Dân số, 127 người. Ngôn ngữ, tiếng nói dân tộc nông thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn ngữ môn Khmer. Tuy nhiên, trong vốn từ vựng nông ít nhiều chịu ảnh hưởng của tiếng ED thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai Đa Đảo, ngữ hệ Nam Đảo. Cư trú, người nông phân bố tại 51 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Nhưng địa bàn tụ cư truyền thống của người nông là khu vực Tây Nam Tây Nguyên, thuộc hai tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Tây Nam các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Lịch sử, Nông là một trong 12 dân tộc tại chỗ, sinh sống lâu đời ở khu vực Tây Nguyên. Họ là một trong những chủ nhân văn hóa vùng. Nói cách khác, dân tộc Nông có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, cũng như gìn giữ và phát huy văn hóa Tây Nguyên. Người Mường Tên gọi khác, Môn, Mu An, Môn hoặc Mon Dân số, 1 triệu 351.600 người. Ngôn ngữ, tiếng mường, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt mường, ngữ hệ Nam Á. Cư trú, người mường ở nước ta cư trú trên một vùng đồi núi khá rộng, trong các thung lũng chân núi, có địa lý môi sinh thuận lợi cho trồng trọt, nằm giữa vùng người Việt ở phía đông và vùng người Thái ở phía tây, chiều dài khoảng 350 km, chiều rộng khoảng 80-90 km, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Hòa Bình, các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, Như Xuân, Lan Chánh của tỉnh Thanh Hóa và rải rác ở các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Yên Bái. Lịch sử, người Mường là cư dân bản địa, sinh sống lâu đời ở nước ta, có cùng nguồn gốc với người Việt cổ và đã tạo dựng được một nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc tộc người. Người ngái, tên gọi khác. Sáng Ngãi. Dân số, 1.649 người. Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, ngữ hệ Hán Tạng. Người hát cá, khách gia, tức khách, hay ngái hát cá có tiếng nói gần với tiếng ngái ngũ động. Cư trú, nhóm người này đã từng sinh tụ ở huyện Ân Bình, Châu Gia Ưng, tỉnh Quảng Đông. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, 1849-1863 mà họ tham gia và bị nhà Thanh đàn áp, đánh đuổi họ phải di cư đến nước ta hiện cư trú chủ yếu ở quảng hà tiên yên quảng ninh và một số địa phương khác lịch sử người ngái gốc ở ngũ động huyện phòng thành tỉnh quảng đông trung quốc sống tập trung ở móng cái quảng hà tiên yên quảng ninh và một số địa phương thuộc các tỉnh hà bắc bắc thái cao lạng hà tuyên từ ngái là biến âm của chữ ngãi ngã nghĩa là tôi từ chữ hán việt là ngại tiếng quảng đông là ngài còn người ngái đọc là ngải. Người ngái còn tự gọi mình là sáng ngải có nghĩa là người ở rừng, điều đó phản ánh địa điểm cư trú xưa kia cũng như hiện nay của họ. Đây là một trong những cư dân có mặt sớm ở Việt Nam, tự coi mình là cư dân bản địa cũng tỳ nhằn. Người nùng Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tây Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai. Dân số, 1.319.628 người cư trú, dân tộc nùng sống tập trung ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái. Năm Đặc điểm chính Lịch sử, người nùng phần lớn từ Quảng Tây, Trung Quốc, di cư sang cách đây khoảng 200-300 năm. Người ơ đu Tên gọi khác, tên tự gọi, ơ u hoặc y người yêu thương. Tên gọi khác, tày hạt, người đói rách. Dân số, 2750 người. Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Hầu hết người ơ u dùng các tiếng khơ mú, thái làm công cụ giao tiếp hàng ngày. Cư trú, người ơ đu tập trung tại huyện Tương Dương, Nghệ An. Lịch sử, từ nhiều tài liệu cho thấy, ơ đu là tộc người sinh sống từ rất lâu đời tại vùng đất hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An hiện nay. người bà thẻn. Tên gọi khác, ngoài tên bà thẻn, còn có tên bà hưng, bà ửng, mèo lài, mèo đỏ, mèo hoa. Dân số, 10.624 người. Ngôn ngữ, thuộc hệ hông giao. Cư trú, người bà thẻn cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Hà Giang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Tuyên Quang. Nhìn chung, địa bàn cư trú của người bà thẻn thấp hơn so với nhiều tộc người khác chủ yếu là vùng đồi núi, thung lũng quanh sông Lô. Lịch sử, bà thẻn thuộc nhóm ngôn ngữ hông giao, với dân số ít hơn nhiều so với hai dân tộc này. Nhiều nghiên cứu cho rằng người bà thẻn có mối quan hệ mật thiết với người hông và người giao. Có nghiên cứu cho rằng người bà thẻn là nhóm thứ 8 trong 12 nhóm giao trước kia đã thiên di từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng việc người bà thẻn được một số dân tộc gọi là mèo lài, mèo đỏ, mèo hoa, cho thấy sự tương đồng văn hóa của họ với người hông. Người bà thẻn cùng với người giao, mông di cư vào Việt Nam từ khoảng 2 trăm năm trước. Người phù lá Tên gọi khác, bồ khô bạ, mu di bạ, xá phó, phổ, và sơ lao, vu giang. Các nhóm dân tộc, phù lá hoa mặc váy hoa, phù lá đen mặc quần áo dài chấm mắt cá chân, dụng chàm, Phù Lá Hán chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán và các nhóm Chù Lá Phù Lá, Phù Lá Trắng, Xá Phó. Dân số 12.471 người. Ngôn ngữ thuộc nhóm Ngôn ngữ Tạng Miến. Cư trú, người Si La sinh sống chủ yếu ở Lai Châu và Điện Biên. Lịch sử, dân tộc Phù Lá thuộc ngữ Chi Di đang sinh sống tại Tây Nam Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực Đông Nam Á lục địa như Lào và Thái Lan người phù lá chuyển cư từ các tỉnh phía Tây Trung Quốc vào Việt Nam được hơn 300 năm đối với nhóm phù lá lão, xá phó. Nguyên nhân di cư đến Việt Nam do canh tác nương rẫy, đau canh hỏa chủng, nên họ cần tìm đất đai mới để khai phá làm ăn. Người pu péo Tên gọi khác, La Quả, Lolo. Dân số, 7.518 người Ngôn ngữ, tiếng Tây Thái nhưng gần với tiếng Tài Nùng hơn Cư trú, hiện nay người Pu Béo có mặt tại 20 63 tỉnh thành phố của nước ta, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Lịch sử, người Pu Béo đã sinh sống lâu đời ở miền cực Bắc Việt Nam, cư trú tại Hà Giang từ trước thế kỷ 18, một bộ phận khác đến muộn hơn, khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Người ra cờ lai. Dân số 120.112 người Ngôn ngữ Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Maleo Polynesia, ngữ hệ Nam A-O Do có sự tiếp xúc với các dân tộc khác quanh vùng nên ở người Raglai đã xuất hiện tượng song ngữ và đa ngữ Tiếng phổ thông hiện giữ một vai trò quan trọng là ngôn ngữ giao tiếp của người dân nơi đây với những dân tộc cận cư khác Cư trú, đồng bào cư trú chủ yếu ở các vùng miền núi của hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa Ngoài ra còn một số ít cư trú rải rác tại các địa phương của tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Lịch sử, người Ra Glai đã sinh sống lâu đời ở vùng miền Nam Trung Bộ, nhóm địa phương, trai, ở Hàm Tân Bình Thuận, Hoang, La Oan, Đức Trọng Lâm Đồng. Người Rơ Mâm Dân số, 1496 người Ngôn ngữ, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Người Rơ Mâm hiện sử dụng thành thạo tiếng nói của nhiều dân tộc, trong đó có tiếng phổ thông. Cư trú, trải qua nhiều biến cố, nay chỉ còn một làng với dân số ít ỏi ở nơi tiếp giáp Việt Nam Campuchia, thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Lịch sử, về nguồn gốc lịch sử của người Rơ Măm, nhìn chung chưa được các nhà khoa học xác định rõ, chỉ biết tộc người này đã có mặt ở Việt Nam từ lâu. Người sáng chay Tên gọi khác, hờn bán, trùng, trại Dân số, 201.398 người. Ngôn ngữ, người sáng chay hình thành hai nhóm địa phương gồm, Cao Lan và Sáng Chỉ. Tiếng Cao Lan thuộc nhóm ngôn ngữ Tài Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai, còn tiếng Sáng Chỉ thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, ngữ hệ Hán Tạng. Cư trú, người sáng chay cư trú rải rác, xen lẫn với các dân tộc ít người khác. Tại một số địa phương thuộc các tỉnh nằm ở phần Đông Nam vùng Đông Bắc Việt Nam, như Tuyên Quang, ở các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Bắc Giang, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Quảng Ninh, Bình Liêu, Ba Trẻ, Tiên Yên, Hoành Bồ, Cao Bằng, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Lạng Sơn, Lộc Bình, Hữu Lũng, Phú Thọ, Đoan Hùng, Vĩnh Phúc, Sông Lô. Lịch sử, người sáng chay từ Trung Quốc đến Việt Nam vào quãng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, cách ngày nay 300 đến 500 năm. Người Sáng Diều. Ngôn ngữ, người Sáng Diều là một trong 53 dân tộc thiểu số ở nước ta thuộc nhóm ngôn ngữ Hán Tạng. Do sống lâu đời bên cạnh người Hán phương Nam nên dần dần đã mất tiếng mẹ đẻ, tiếng giao và tiếp thu thổ ngữ Hán Quảng Đông. Dân số, 183.004 người. Cư trú, người Sáng Diều cư trú tập trung tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Dương, họ cư trú thành những chòm, sống riêng hoặc xen kẽ với người Hoa, người Kinh, người Tày, người Nùng tại địa phương. Lịch sử, về nguồn gốc dân tộc, căn cứ vào tên tự nhận là Sơn Giao, có thể gợi mở nhiều suy nghĩ về nguồn gốc dân tộc Sáng Diều. Nhà nghiên cứu Ma Khánh bằng phỏng đoán, người Sáng Diều có nguồn gốc là người Giao. Từ xưa, cộng đồng tộc người Giao bị nhà nước phong kiến Trung Quốc thống trị, đàn áp khiến nhóm người này phiêu bạc các nơi để mưu sinh và phát triển. Người sáng diều là một trong số những nhóm đó. Người Si La, tên gọi khác, người Si La tự gọi mình là cú dề từ, ngoài ra còn có tên tự gọi là khờ quớ, có nghĩa là người chỉ cho người khác đồ vật để đút vào túi. Người Thái gọi họ là khả tẻ, có nghĩa là váy ngược. Si La là tên gọi chính thức. Dân số: 909 người. Ngôn ngữ: thuộc nhóm ngôn ngữ tạng miến. Tư trú, người Si La tự gọi mình là Cú Dề Từ, ngoài ra còn có tên tự gọi là Khờ Pứa, có nghĩa là người chỉ cho người khác đồ vật để đút vào túi. Người Thái gọi họ là Khả Pẻ, có nghĩa là váy ngược. Si La là tên gọi chính thức. Lịch sử, người Si La di cư từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sang Việt Nam cách đây khoảng 150 năm. Khi đến Việt Nam, người Si La chỉ có 6 hộ gia đình mang các họ Lý, Giàng, Tờ, Hù, Lì và Vàng. Nhìn chung, các hộ người Sila ở Việt Nam thường cư trú không ổn định, liên tục chuyển đi, chuyển lại nhiều lần. Người tà ôi Tên gọi khác, tên gọi khác, tà ôi, pa tà út, Cantua, Pahi, pa hi. Nhóm địa phương, tà ôi, pa Pahi, pa hi. Dân số, 52.356 người. Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Cách đây mấy chục năm, chữ viết ra đời trên cơ sở dùng chữ cái Latin để tạo ra bộ vần, lấy tiếng ba cô làm chuẩn. Cư trú, chủ yếu ở hai huyện Đa Crong và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lịch sử, về nguồn gốc, đa số các nhà nghiên cứu cho rằng người tà ôi gốc ở Lào đã di cư sang Việt Nam khoảng vài trăm năm nay. Một số người tà ôi cao niên lại cho rằng người tà ôi có nguồn gốc tại chỗ. người tày tên gọi khác thổ ngôn ngữ tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ tày thái ngữ hệ thái ca đai dân số một triệu bảy trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi lăm người cư trú người tày cư trú chủ yếu ở vùng thung lũng các tỉnh đông bắc như quảng ninh bắc giang lạng sơn cao bằng bắc cạn thái nguyên hà giang tuyên quang đến lào cai yên bái lịch sử người tày có mặt ở việt nam từ rất sớm từ cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên và là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ. Người Thái Tên gọi khác, Tây Thanh, Mang Thanh, Tây Mười, Tây Mường, Hàng Tổng, Tây Dọ, Thổ Dân số, 1 triệu 400 485 người Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ Tây Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai Cư trú Người Thái cư trú ở một số tỉnh chủ yếu sau đây tại Việt Nam, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An. Quá trình di cư từ đầu những năm 1990 đã mở rộng địa bàn cư trú của tộc người này ra một số vùng khác, trong đó có các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Lịch sử, người Thái có cội nguồn ở vùng Đông Nam Á lục địa, tổ tiên xa xưa của người Thái có mặt ở Việt Nam từ rất sớm. Người Thái ở Việt Nam được nhìn nhận là một cộng đồng tộc người với nhiều nhóm địa phương nguồn gốc cũng như sự có mặt của họ ở Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Theo các nhà dân tộc học, người Thái ở Việt Nam có hai nhóm chính, Thái Trắng và Thái Đen. Người Thổ Tên gọi khác, người nhà làng, kẹo, mọn, cuối, họ, đăng lai, ly hà, tày bọng, con kha, xá lá vàng. Dân số, 91.430 người. Ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Thổ, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường trong ngữ hệ Nam Á. Cư trú, thổ là tộc người cư trú ở vùng Trung Du và miền núi của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Ý à bàn cư trú hiện nay của người thổ vốn là giao điểm của các luồng di cư từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, những người tha hương cùng chung cảnh ngộ ấy hòa nhập thành một cộng đồng chung dân tộc thổ. Lịch sử, cách đây trên dưới 4.000 năm, có một bộ phận người Việt cổ sống ở vùng Trung Du và miền núi tỉnh Nghệ An, một phần ở tỉnh Thanh Hóa. Về sau, một nhóm chuyển xuống vùng đồng bằng, dần dần trở thành người Việt, bộ phận khác vẫn ở lại địa bàn cư trú cũ, chính là tổ tiên của người thổ ngày nay. Người sinh muôn Tên gọi khác, cuộc, xá, tạng Dân số, 29.503 người Ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á Người sinh môn giỏi tiếng Thái Trước đây, một số người biết sử dụng chữ Thái, nay dùng chữ phổ thông. Cư trú, tập trung ở một số huyện vùng biên giới Việt Lào, Yên Châu, Sông Mã, Mộc Châu, thuộc tỉnh Sơn La, đa số, và một số ít cư trú ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Lịch sử, người sinh mung là tộc người có nguồn gốc ở Tây Bắc Việt Nam và Bắc Đông Dương, một trong những tộc người thuộc lớp cư dân có mặt sớm nhất ở vùng Tây Bắc. Người sơ đăng tên gọi khác, sơ đen, ca dông, cà dông, tơ ra, nang, mơ nâm, ha lăng, ca rân, bờ ri la ten, con lan. Dân số, 212.277 người. Ngôn ngữ, tiếng sơ đăng thuộc ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, gần với tiếng Hê, Ba Na, Dế Triên. Cư trú, người sơ đăng là một trong 12 tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, cư trú chủ yếu ở tỉnh Con Tum và một phần ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai. Lịch sử, người Sơ Đăng đã có một quá trình lịch sử rất lâu đời sinh sống tại vùng Bắc Tây Nguyên, khoảng những năm từ 1855 đến 1885, khi người Pháp ra sức củng cố chính quyền ở Đông Dương và khi giữa các bộ lạc miền núi xảy ra tình trạng hỗn loạn, thì người Sơ Đăng mở rộng lãnh thổ sinh sống của mình sang những bộ lạc láng giềng. Người Sơ Tiên Tên gọi khác, Sa Điên. Sơ Điên, Sa Chiên. Dân số, 44.972 người. Ngôn ngữ, người Sơ Tiên nói tiếng Sơ Tiên, một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer trong ngữ hệ Nam Á. Cư trú, người Sơ Tiên cư trú tập trung ở địa bàn tỉnh Bình Phước và một số địa phương của các tỉnh lân cận. Lịch sử, do người sờ tiên không có chữ viết và không có tư liệu lưu giữ về lịch sử bản tộc nên lịch sử nguồn gốc tộc người này chủ yếu dựa trên các truyền thuyết dân gian và một số kết quả nghiên cứu khảo cổ học nhân chủng học dân tộc sờ tiên là dân tộc sinh tụ lâu đời ở vùng trường sơn tây nguyên và miền đông nam bộ